Xin chào mọi người nhé. Trong video lần này thì tôi có đi qua một nơi cũng khá là hay. Đang vào mùa hoa gạo mà, trong chuyến đi công tác tỉnh Tuyên Quang, qua khu vực đồi núi này. Vào thời điểm mà đúng hoa gạo tháng 3, rất đẹp và rực rỡ. Và sau cái hàng cây hoa gạo này là một cái ngôi chùa bên trong hang đá. Quanh khu vực này thì chỉ có một dãy núi đá rất lớn, hai dãy núi đá lớn nối liền nhau, và cái gần cái đỉnh núi này thì lại có một cái ngôi chùa trong cái hang đá kia như các bạn đã xem. Tình cờ thì tôi đi qua được và vào đây tham quan, cũng sẵn tiện thể là giới thiệu cho mọi người. Đây là chùa Thiện, thuộc xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Các bạn đi đường quốc lộ 2C đến xã Sơn Lam, ngã ba Sơn Lam thì có một cái đường đi vào xã Thiện Kế, thì hỏi đường vào xã Thiện Kế thì sẽ vào hang đá chùa Thiện này các bạn nhé. Một cái khối núi đá rất là to đây, để các bạn xem. Cái hang này thì nó không quá sâu. Ngày trước thì cái hang này là nơi di tích cách mạng, nơi bộ đội ta làm kho tàng, cất giữ lương thực và vũ khí. Thì trước đó thì cũng đã có một những cái gian thờ nhỏ ở trong cái hang đá này rồi. Trông thế này thôi nhưng mà cái địa hình của cái núi này thì nó rất là dựng đứng, khó leo. Bên trên này thì địa hình nó bằng một chút. Đây là khu vực trên đỉnh núi. Sau cái dãy núi này chính là dãy núi Tam Đảo nhé các bạn nhé. Trước kia thì khoảng 20 đến 20 năm trước thì khu vực này còn có cả những con khỉ sống ở khu dãy núi này. Sau thì người ta cũng săn bắt hết và cái môi trường sống bị thu hẹp, không còn những cái loài khỉ sống ở trên cái đỉnh núi này nữa. Trước cổng di tích chùa Thiện thì có cái hàng gạo đang ra hoa rất là đẹp. Tôi mới đi sơ qua đây thôi nên là tôi cũng không nắm rõ được là cái lịch sử cũng như là nhiều thông tin về cái ngôi chùa này. Chỉ biết là chùa Thiện thì thờ theo tín ngưỡng dân gian, có nghĩa là thờ mẫu ấy. Đây. Đây là lối vào chùa Thiện này, hai bên là cánh đồng lúa các bạn nhé. Và đường bê tông đi vào. Hàng gạo. Các bạn vào chùa Thiện thì gửi xe ở đây. Gửi xe free nhá, miễn phí nhá, không mất tiền. Đây. Đây là những người dân người ta đến người ta trông coi. Đây là lối đi lên chùa nhé. Ngay lưng chừng núi thôi. Đã được đổ bê tông, bậc thang đi lên. Rất là dễ dàng. Hai bên thì cây cối xanh mát. Khu vực này thì cũng ít dân cư. Một mình chùa ở trong cái hang đá đấy. Thi thoảng có một số đoàn về hầu đồng ở đây. Hầu đồng thì rất là mạnh luôn. Những hạng mục bậc thang này thì cũng mới được xây dựng thôi. Không gian khá là yên tĩnh. Và những ngày lễ, ngày rằm thì mới đông người thôi. Còn những ngày bình thường như này thì không có người mấy. Đây, cái hang đá Hàm Ếch này nó khá là to và rộng nha các bạn nhé. Và những cây si cổ thụ kìa, mọc bám vào đá, trông rất là cổ quái. Chỉ có một lối chính đi lên chùa đây.
Đây có một cái ngôi nhà. Một ngôi nhà mới xây và được sơn vẽ nói chung rất là ngoằng. Đây chắc là người dân người ta ở đây. Đây, chùa Thiện, Tội Quy. Thời gian mở cửa chùa 7 giờ đến 5 giờ chiều, 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều đấy. Cái hàng đá này nó khá là rộng. Có những trận mưa lớn thì cũng không thể nào hắt vào được bên trong được. Cái địa hình hàm ếch này, này. Nhìn đến chùa Thiện thì tôi lại nhớ đến động Hoàng Xá thuộc huyện Quốc Oai. Cũng ở trong hàng đá. Nhưng nơi đây thì nó chưa được cổ kính như ở những ngôi chùa ở vùng đồng bằng đấy. Tuy nhiên là nó cũng rất là thiêng đấy các bạn ạ. Đây là những người trông coi chùa. Tôi đã xin phép vào để quay phim, chụp ảnh. Các đức thánh, thánh cô, thánh cậu này. Di tích là chùa Thiện nhưng thực ra là thờ mẫu là chủ là chính nhé các bạn nhé. Đây. Đây bên trong hang này không thật sự là sâu đâu. Hay là có những cái hạng mục khác thì được xây kín vào rồi. Nhưng đây là cái vòm hang nó bé đây. Và trong này thì có những gian thờ này, hai vị hộ pháp ở hai bên này. Bên trong này khá là tối này. Đầy huyền bí các bạn ạ. Hai vị hộ pháp rất là trang nghiêm ở hai bên. Bên trong này tối quá. Những tượng Phật này đa phần là những tượng mới đây. Bên ngoài này thì có một cái chiêng. Chủ yếu là các cụ, các bô lão ở trong làng thì ra đây trông coi chùa. Đây là chuông này, chuông chùa này. Mọi thứ nó rất là đơn giản. Dây điện mới vào trong đấy. Chỗ này là chỗ nằm ngủ hay sao ấy đây. Đấy, nhìn bên ngoài gian thờ chính này các bạn ạ. Tuy không được cổ kính như ở dưới các chùa ở dưới đồng bằng. Nhưng mà hiếm khi là thi thoảng mới có một vài di tích ở những khu vực miền núi này. Trên này là các nhũ đá. Này đến mùa mưa thì sẽ nhiều nước nó giọt xuống. Đây là một cái thành vòm hang khác nhé. Khả năng là sẽ rộng và sâu hơn. Được người ta xây bịt kín lại rồi. Nói chung là chùa Thiện thì cũng không có gì cả. Chỉ là một cái cảnh quan thiên nhiên. Một cái hang đá lớn, bên trong có những gian thờ tín thờ mẫu, thờ đồng cô đồng cậu nhé các bạn nhé. Đây. Mọi người có thể đến đây thắp hương lễ bái và xin lộc. Ngoài này có một lối đi khác nhưng mà được khóa, tất cả được bê tông hóa và lát gạch hết rồi, cũng sạch sẽ. Nói chung là di tích này thì được địa phương rất là chú ý.
tu bổ vậy. Trong video này thì tôi giới thiệu cho mọi người chùa Thiện thuộc xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Các bạn có dịp thì hãy đến tham quan chùa. Rất cảm ơn các bạn đã xem video.